Chào các em. Chào mừng các em tiếp tục quay trở lại với bài học ngày hôm nay. Và bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài 60, động vật quý hiếm. Vậy thế nào là động vật quý hiếm? Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất của bài. Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về thực phẩm, dược liệu, mỹ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu, vân vân. Và là những động vật sống trong thiên nhiên trong 10 năm trở lại đây có số lượng đang bị giảm sút. Đó, đây chính là khái niệm về động vật quý hiếm. Cô nhắc lại, động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về nhiều mặt và số lượng của chúng thì đang bị giảm sút trong vòng 10 năm trở lại đây. Vậy thì có những cấp độ đe dọa tuyệt chủng của những động vật quý hiếm nào? Vậy thì ở đây chúng ta nghe cái từ là cấp độ đe dọa tuyệt chủng thì chúng ta thấy nghe rất là quen thuộc rồi đúng không? Vậy thì việc phân hạng động vật quý hiếm thì người ta dựa vào mức đe dọa tuyệt chủng của từng loài để người ta phân biệt thành những cái cấp độ khác nhau. Và có 4 cấp độ đe dọa tuyệt chủng. Thứ nhất đó chính là cấp rất nguy cấp, ký hiệu là CR, thì số lượng cá thể là giảm 80%. Cấp độ thứ hai là cấp độ nguy cấp, ký hiệu là EN. EN thì có số lượng cá thể là giảm 50%. Cấp độ thứ ba đó chính là cấp độ sẽ nguy cấp, ký hiệu là VU. Đó, thì số lượng cá thể giảm tới 20%. Và cấp độ cuối cùng đó là cấp độ là quý hiếm cần được nuôi trong bảo tồn, ký hiệu là NR. Thì bất kỳ các loài động vật nào là mà quý hiếm được nuôi ở bảo tồn ấy, thì đều xếp ở cấp độ ít nguy cấp này. Đó. Vậy thì ở đây cô sẽ tổng kết lại cho chúng ta là khái niệm rồi này. Các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm này. Các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm thì gồm 4 cấp độ này. Cấp độ thứ nhất đó là cấp độ rất nguy cấp. Ký hiệu đó là CR. Đó. Thì lúc này là số lượng cá thể. Số lượng cá thể giảm 80%. Đó. Cấp độ thứ hai đó là cấp độ nguy cấp. Ký hiệu là N. Lúc này thì số lượng cá thể giảm 50%. Và cấp độ thứ ba đó là cấp độ sẽ nguy cấp. Ký hiệu là VU. Tức là những loài có số lượng cá thể giảm 20%. Và cấp độ cuối cùng đó là cấp độ ít nguy cấp. Ký hiệu đó là NR. Đó. Đây là những động vật được nuôi ở khu bảo tồn. Vậy thì trong tự nhiên của chúng ta sẽ có những cái loại động vật nào được xếp vào 4 cái cấp độ trên thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai, những ví dụ minh họa về các cấp độ đe dọa tuyệt chủng của động vật. Vậy thì ở trong phần này thì người ta có yêu cầu chúng ta đó là đọc mục 1 trong sách giáo khoa. Đó, và quan sát hình 60, đọc thông tin liên quan đến hình, lựa chọn những cái câu trả lời và điền vào bảng sau. Ở đây là bảng một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam của chúng ta, đó là các loài động vật như là ốc xà cừ này, hươu xạ này, tôm hùm, rùa núi vàng, cá ngựa gai, khỉ vàng, gà lôi trắng, sóc đỏ và khiếu đầu đen. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là hãy quan sát hình, đọc thông tin bên hình trang hình 60 trang 197 và xác định các cấp độ đe dọa tuyệt chủng của chúng.
và giá trị của những động vật này. Vậy thì giá trị của những động vật này thì người ta đã gợi ý ở phía dưới rồi, chúng ta chỉ việc là tìm những giá trị tương ứng thôi. Vậy thì ở trang hình 60 trong sách giáo khoa thì người ta đã cho chúng ta quan sát được là một số những cái hình ảnh này của ốc xà cừ này, quỷ hươu xạ này, đó, cá ngựa gai này, khỉ vàng này, gà lôi trắng này, tôm hùm này, tôm hùm đá này, rùa núi vàng này, sóc đỏ, khiếu đầu đen và cà cuống. Đó, nhiệm vụ của chúng ta là quan sát hình, đọc thông tin bên cạnh để chúng ta hoàn thiện nội dung bảng trang 196, điền các cấp độ đe dọa tuyệt chủng và giá trị của chúng. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta hoàn thiện bảng nhé. Trước tiên, ốc xà cừ. Ốc xà cừ thì chúng ta thấy rằng là ốc xà cừ với cái số lượng giảm là 80%. Đó, ốc xà cừ và hươu xạ số lượng giảm 80%, cho nên chúng ta phải điền, đây chính là cấp độ rất nguy cấp, vậy chúng ta sẽ điền là CR. Đó. Vậy thì giá trị của ốc xà cừ, giá trị của ốc xà cừ chính là phục vụ cho kỹ nghệ khảm trai, vậy chúng ta sẽ điền là số 1 nhá. Đó, chúng ta điền số 1 này. Đó. Tiếp theo, hươu xạ có giá trị là làm dược liệu để sản xuất nước hoa. Đó, vậy thì chúng ta sẽ điền số 2. Cái chú thích này ở phía dưới phần gợi ý thì người ta đã gợi ý cho chúng ta rồi. Và tiếp theo nữa, đó chính là tôm hùm đá. Tôm hùm đá và rùa núi vàng có số lượng cá thể giảm sút là 50%, cho nên chúng ta xếp chúng vào cấp độ đe dọa tuyệt chủng là cấp độ nguy cấp, ký hiệu là N. Vậy thì vai trò của tôm hùm đá chính là có vai trò đó là cung cấp thực phẩm đặc sản để xuất khẩu. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ điền là giá trị là mục số 3 nhé. Đó là làm thực phẩm đặc sản xuất khẩu. Rùa núi vàng thì có vai trò đó là làm dược liệu chữa bệnh còi xương cho trẻ và thẩm mỹ. Đó, chúng ta điền ô số mục số 4. Cà cuống và cá ngựa gai. Cà cuống và cá ngựa gai thì có số lượng cá thể giảm sút là 20%, cho nên là nó thuộc cấp độ sẽ nguy cấp, ký hiệu là VU. Vậy thì hai loài này sẽ có giá trị gì? Loài cà cuống thì chúng ta thường thấy ở nhiều cánh đồng lúa ấy. Đó, thì cà cuống này sẽ có cái vai trò đó là nó sẽ là cái thực phẩm đặc biệt, thực phẩm đặc sản và nó là cái nguồn gia vị rất là ngon. Đó. Chúng ta sẽ chọn là chú thích số 5 nhé, gợi ý số 5. Còn cá ngựa gai thì có cái vai trò đó là là dược liệu để chữa hen và tăng sinh lực. Đó, vì vậy chúng ta sẽ chọn là chú thích số 6 này. Tiếp theo, đó là loài khỉ vàng, gà lôi trắng, sóc đỏ, khiếu đầu đen. Đây là các những loài động vật được nuôi ở khu vực bảo tồn, cho nên là nó sẽ thuộc cái cấp độ đó là ít nguy cấp, ký hiệu là LR. Vậy giá trị của khỉ vàng đó là gì? Khỉ vàng thì cao khỉ sẽ làm dược liệu hoặc là làm động vật thí nghiệm đó để nghiên cứu một số cái loài loài thuốc cho con người. Tiếp theo là gà lôi trắng. Gà lôi trắng sẽ có vai trò sẽ là động vật đặc hữu có giá trị về thẩm mỹ. Đó. Có giá trị về thẩm mỹ như này tức là nó có thể làm chim cảnh này. Đó. Nó có thể làm cảnh, vậy thì chúng ta sẽ chọn chú thích số 8 nhé. Tiếp theo là sóc đỏ. Sóc đỏ thì có giá trị về thẩm mỹ. Chúng ta chọn chú thích số 9. Khiếu đầu đen. Khiếu đầu đen thì cũng là động vật đặc hữu được dùng để làm cảnh. Đó, chúng ta làm cảnh này. Vậy thì cô đã vừa hướng dẫn cho chúng ta hoàn thiện xong nội dung một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam và giá trị của những động vật đó. Và các em sẽ lựa chọn thông tin và ghi lại cho cô các nội dung này nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang nội dung phần 3 của bài, đó là các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.
Thì trước khi tìm hiểu các biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm thì các em hãy cho cô biết là những nguyên nhân nào làm cho động vật quý hiếm bị suy giảm về số lượng như vậy. Thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta hoàn thiện cho cô cái nguyên nhân này. Nguyên nhân gây suy giảm số lượng. Số lượng các loài động vật. Thì nguyên nhân thứ nhất đó chính là hiện tượng đó là đốt rừng làm rẫy. Vậy thì khi chúng ta đốt rừng làm rẫy như thế này thì sẽ làm cho mất đi cái môi trường sinh sống của các loài động vật. Và thứ hai đó chính là hiện tượng đó là khai thác rừng bừa bãi. Khai thác rừng bừa bãi. Đó. Khai thác rừng bừa bãi thì ở đây là chúng ta có hiện tượng khai thác rừng bừa bãi để mưu sinh này, hoặc là làm nhà ở này, hoặc là lấy gỗ này, hoặc là lấy các sản phẩm lâm nghiệp này. Đó. Và biện pháp và cái nguyên nhân thứ ba đó là do các loài động vật của chúng ta thì có giá trị rất là lớn. Do có giá trị lớn cho nên là họ sẽ đánh bắt hoặc là nuôi nhốt, săn bắt, giết mổ các động vật quý hiếm này. Đó. Vì nó có giá trị lớn cho nên là họ sẽ sử dụng các biện pháp trên. Vậy thì với những cái nguyên nhân trên thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp nào để chúng ta bảo vệ các loài động vật quý hiếm? Thế thì cái biện pháp đầu tiên đó chính là chúng ta phải bảo vệ cái môi trường sống của chúng và cấm săn bắt, buôn bán trái phép hoặc là đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên để chúng ta có cái môi trường tốt nhất cho cái việc nuôi dưỡng cũng như là bảo tồn các động vật quý hiếm. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có các biện pháp như sau này. Từ các nguyên nhân trên chúng ta sẽ đề ra các biện pháp này. Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm. Thứ nhất đó chính là bảo vệ môi trường sống của chúng. Chính là bảo vệ rừng đấy. Bảo vệ môi trường sống của động vật. Biện pháp thứ hai đó là cấm săn bắn, buôn bán trái phép các loài động vật quý hiếm. Và biện pháp thứ ba đó là đẩy mạnh chăn nuôi. Đẩy mạnh chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên. Đó. Và hiện nay thì ở Việt Nam của chúng ta đã có rất là nhiều những cái khu bảo tồn và khu dự trữ thiên nhiên để chúng ta lưu trữ lại các động vật hoang dã. Ví dụ như là vườn quốc gia Cúc Phương hoặc là vườn quốc gia Cát Bà hoặc là những cái khu bảo tồn động vật mà chúng như là Phong Nha - Kẻ Bàng vân vân, để chúng ta có thể bảo tồn và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên để dự trữ những cái loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng, đúng không các em? Vậy là nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi trong sách giáo khoa phần cuối bài. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Thế nào là động vật quý hiếm? Vậy thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất này. Động vật quý hiếm. Đó. Là những động vật có giá trị về nhiều mặt.
Ví dụ như là dược liệu này. Dược liệu này, thực phẩm này. Mỹ nghệ này. Hoặc là làm cảnh này, vân vân. Nhưng có số lượng đang bị giảm sút, có số lượng đang bị giảm sút. Đó, đấy là nội dung câu hỏi thứ nhất. Tiếp theo câu hỏi thứ hai, căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, hãy giải thích từng cấp độ đe dọa cho ví dụ. Vậy thì câu hỏi thứ hai này, cô sẽ hướng dẫn chúng ta này. Đó là dựa vào cấp độ tuyệt chủng thì người dựa vào sự giảm sút về số lượng thì người ta đã chia thành cấp độ tuyệt chủng như sau này. Dựa vào số lượng cá thể bị giảm sút thì người ta có 4 cấp độ đe dọa tuyệt chủng. Cấp độ thứ nhất đó chính là cấp độ rất nguy cấp. Cấp độ rất nguy cấp ký hiệu là CR. CR tức là số lượng cá thể giảm 80% trên tổng số lượng cá thể sinh sống. Thì ví dụ như là có loài ốc xà cừ này, ốc xà cừ, hươu xạ. Đó. Hoặc là trong mục em có biết thì chúng ta thấy rằng là còn có cả loài voi. Đó. Tiếp theo cấp độ thứ hai đó là cấp độ nguy cấp. Cấp độ nguy cấp ký hiệu là EN. Đó. Thì có loài này thì có số lượng ở cấp độ này thì số lượng cá thể giảm 50%. Ví dụ như là rùa, rùa núi vàng này. Hoặc là tôm hùm đá. Đó. Cấp độ thứ ba đó là cấp độ ít nguy cấp. À cô xin lỗi, sẽ nguy cấp. Sẽ nguy cấp này, sẽ nguy cấp. Cấp độ sẽ nguy cấp ký hiệu là VU. Tức là nhìn là những loài mà có số lượng cá thể giảm 20%. Ví dụ như là cá ngựa, cá cuống. Đó. Và cấp độ cuối cùng đó là cấp độ ít nguy cấp. Và ký hiệu của cấp độ ít ít nguy cấp đó là NR. Thì ví dụ là những cái động vật được nuôi ở khu bảo tồn. Ví dụ này. Ví dụ thì chúng ta có gà lôi. Gà lôi này, khỉ vàng, sóc đỏ, vân vân. Đó. Vậy thì dựa vào 4 cấp độ này thì sau khi chúng ta xác định là nó loài động vật đó thuộc cấp độ nào thì chúng ta sẽ phải có biện pháp để bảo vệ các loài động vật để tránh cái nguy cơ mà số lượng của chúng giảm tới 80%. Để và khi mà mức độ cá thể giảm tới 80% rồi thì là ở mức độ rất là nguy cấp rồi, thì số lượng sẽ là khó có thể nuôi dưỡng được các loài động vật này để chúng có thể phát triển được số lượng, đúng không các em? Vậy thì qua cái việc mà phân thành 4 cấp độ đe dọa tuyệt chủng này thì chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta có những cái biện pháp để chúng ta bảo vệ, bảo tồn những cái loài động vật để tránh cái sự đe dọa tuyệt chủng của những cái loài động vật này trên đất trái đất của chúng ta, đúng không?
Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy đọc thêm mục em có biết trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài tiếp theo cho cô, bài 61, 62 để chúng ta tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em trong những nội dung bài tiếp theo. Tạm biệt các em, chúc các em học tốt.